rồi, cái gì rồi? Cứu lên Tài ơi. Không đụng cái gì dưới rồi. Chỗ này hồi nãy lên tim nè. Hy vọng là có rồi cô chú. Rồi chuẩn bị đi cái này nè. Bây giờ lúc mà ở trên cũng cái bông xuống lại dưới đây lên tim rất là nhiều. Nước vô học cũng gọi nó cũng nó không biết nó đi gì luôn. Không biết luôn. Đúng rồi. Chứ giờ nó như tính là không xuống nó cứu em dắt em nó thôi. Bất tỉnh rồi, bây giờ là nó nhảy xuống rồi nó không biết cái gì là cái gì. Bây giờ là nó gan á. Nhưng mà những vậy nhảy chứ mình sợ á, lúc mình chưa nhảy tới tối mình nhớ cái hồi nhớ lại không có nọc gì không. Không mà chắc nó anh dám nhảy đây không? Anh nông dân miền Tây Vlog chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay tiếp tục một cái hành trình đi tìm xác bé Ngọc cô chú anh chị. Thì đây các thợ lặn đang tập trung. Chỗ cái bông kia người ta buộc dấu để mấy nó trồi á. Buộc dấu sang cái cạnh sắt nè. Để nó cho bông nó trồi hết biết kiếm được cho bông. Hồi nãy thấy mình còn con dây vô cái bông á. Đây cũng... nó có người ngoài ra ngoài đó. Đây nước rồng mới thấy vậy chứ nước sâu là nó ngập lên tới trên này luôn. Có cây tre nào dài dài á, mượn cây tre dài. Tôi không có mua cây tre mà. Nếu mà chú xuống bật trước rồi rồi. Ừ. Đây vẫn tiếp tục tìm kiếm người của chúng chị. Đây thì hôm nay nước rồng. Hôm nay nước rồng cho nên nhiều cô chính trị hỏi sao không lặn dưới cái dạ cầu này. Thì hôm nay là cũng tiếp tục vẫn lặn dưới cái dạ cầu của cô chính trị. Thợ lặn đang lặn ở dưới. Tài kìa, Tài lặn giỏi qua bờ bên kia Tài. Chui dưới dạ cầu dưới rồi. Kia kìa Tài. Cái gì? Chui hai phe đi. Thì nhiều cô chú anh chị nói là người nhà không có tìm nhưng mà vì nóng ruột quá cô chú anh chị. Hôm nay là ngày thứ bảy rồi, để ngày bảy đêm rồi. Ở ngay chuyển rửa này sâu lắm nè. Không có bình hơi là không nổi đâu. Bà nói rồi. Ai nói vô mà trong cạn một. Máng lại mà con bé Ngọc nó xin đây. Là cái cô thầy đó có nói chỉ điểm đúng địa điểm là cây cột nào không? Không có chỉ địa điểm được. Mình kiếm được không? Đúng rồi, nghe nói nó đâu có mặc đồ. Đâu có mặc đồ đâu mà móc áo, móc quần. Áo? Không có mặc. Cái áo này em tự nhà lại phải không? Không. Không có mặc đồ. Máy quay ở ngoài. Anh quay cho người thầy đó coi đúng không? Không, chưa thấy gì hết. Vẫn đang nỗ lực tìm kiếm. Thợ lặn là đang lặn trong gia cầu. Không có xuống được cho nên không có tìm tới dưới được. Bà con ở đây cũng tập trung rất là đông của chúng chị. Hôm nay nước rồng thì nó chảy ra. Đây là dòng nước nó thay đổi liên tục.
Đây là cái xích đằng kia xíu là cái ngã tư, rồi ra ngoài này là ngã tư, xích xíu nữa là ngay cửa biển, cho nên rất là khó tìm kiếm. Và các vị thầy thì nói là vẫn còn ở nằm ở dưới này, cho nên đó là một cái hy vọng cuối cùng của gia đình để tìm kiếm sấy ra ngoài. Đó có một chú cũng đang lặn giữa ngoài khơi nữa cô chú anh chị. Nó mở lòng chảo đó, nó mà gà ra đó. Lòng chảo gà. Giờ phải đang tìm kiếm thôi. Thì đây là cũng kiến tâm sên đồ đầy đủ. Mấy ngày nay thì cúng kiến rất là nhiều, đặt bàn hương án đồ đây. Gì đâu mà hai ba ngày nay thì đây nè, các thợ lặn đang lặn vào phía bên đây nè. Đây sâu. Bữa mẹ nó lại cúng á. Bữa là mẹ lại cúng là ở đây nó lên tim bựng bựng ngay chỗ này nè. Ừ. Ngay chỗ này luôn nè. Bữa rước mẹ lại. Chỗ này cạn. Ừ, chỗ này cạn mà không biết tự nhiên nó sôi tim chỗ này nè, không biết cái gì thôi. Cũng có bài chỉ sử. Nắm vô con dây này kìa. Cho anh lặn dưới. Con dây nè. Cho anh lặn dưới rồi anh kịch dây kéo. Cái này nó cứng hơn. Bây giờ anh kịch dây kéo lên giùm. Vũ nó học. Vũ. Này lặn mà không có bình hơi thì cũng hơi khó. Tới luôn Vũ ơi, tới luôn Vũ ơi. Ôi dọn mấy chứ chưa mãi chưa làm chưa đẩy. Tới đó là hết cái cầu cho anh. Còn đó còn gì là túc ngoài kia luôn rồi đó. Đây là cũng chưa có thấy gì nghe cô chú anh chị. Thì nhiều cô chú anh chị nói là lặn mà mò sát đây, nhưng mà thật sự là các anh thợ lặn cũng lặn đây rất là nhiều rồi mà chưa thấy gì hết. Ôi cầu nó còn dài tới dưới gì đó hả? Cái gì nổi đen đen đẳng kìa. Khi mình gà động nó nổi lên. Nó còn ra dài rồi đây. Ôi cầu này nó dài dữ lắm à. Lặn dưới đây cầu có thở lặn có bình oxy sao chứ hơi lặn không tới nổi. Anh đã mấy anh thảy cái nón đi trên đây em giữ giùm cho. Để lặn rồi mắc cái nón á. Khẩu trang chắc cũng không xài nữa đâu anh, nó đóng gông hết rồi kìa. Kiếm được nè. Có lạnh chân gì không anh Tài? Ở cái cây mình vừa ghim xuống, mình vừa lặn, mình vừa gà hai cái giò đỡ quá. Dạ. Ôi cầu nó tới đẳng sao ngồi cản vậy? Còn nữa nè. Còn nữa hả? Đâu, không tới đẳng đâu. Cầu dài tới cái chỗ cái anh này lặn mà vẫn còn. Anh Tài! Lỗi quá anh bển đó ba. Cái đâu? Kiếm với tao rồi. Hôm qua bên đó có gì bữa đó. Trời ơi, nhiều khi nó trôi luôn bển là mình cũng bình rồi sao cha. Đừng lỗi cái ông nội. Có gì đâu coi trôi bên đó sao đâu còn dài nữa. Làm đi trôi. Sĩ lắm mà. Ta cứ sợ là gì. Mấy giờ nay cứ lẳng quẳng. Thì anh Mộc vẫn còn lặn cô chú anh chị. Thì nhiều cô chú anh chị nói người thân tìm thì nó hơi khó, nhưng mà
Bữa nay là 7 ngày, anh rất là nóng ruột cho nên cũng phải chấp nhận thôi cô chú chị. Đúng rồi, khi nó cũng phải cho nó phải, tại vì nó phải nó cho nó làm ra đâu, nó dập qua dập lại kiếm cái tàu cho nó không có lận lên bển. Nó bán thôi lạ. Mấy cái chèo chúng qua, cái chèo xa lắm mà nước nó chảy xiết gì đâu. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở ngoài đó lặn không có tới đâu, nó lặn ra ngoài kia rồi, lặn chúi xuống chưa tới đất nữa là hết hơi phải nổi lên rồi. Đây. Lặn không tới nổi. Đây là đang lặn dưới dạ cầu cô chú anh chị. Nhiều cô chú anh chị nói là cháu nó bị mắc kẹt ở trong cái dạ cầu. Thì nông dân cũng ghi nhận cái tiếp thu cái sự chia sẻ của chú anh chị nhưng mà nó mò tới đáy ở trong dạ cầu thì để mò tới luôn rồi. Mò đây là hai cây cầu nhưng mà chưa chổng luôn hả? Đây. Đi bộ vô thứ ơi. Nó đây đi sâu ở cảng mà. Này cũng tập lắm. Đi mình gà dò thôi, gà nhẹ nhẹ thôi. Khi có là nó lạnh nè. Qua tới bên đây. Cái này giờ lấy lặn này không có bình hơi cũng khó lặn. Đây là nước gồng nhưng mà bên kia lồi bãi hết trơn. Nếu mà có phịt lên đó thì chắc có mùi thì người nhà bên đó người ta cũng báo tin. Chỗ nào nhà nó có mùi hôi thì người ta cũng kêu lên. Kiến rồi trong đó. Chừng tiếng hồ nó chảy vô lại. Chảy nhanh lắm, nó vô ra nhanh lắm. Cái gì vậy? Cái gì vậy? La hết hồn vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cố đụng cái gì dưới rồi? Chỗ này hồi nãy lên tim nè. Cái cây bữa ổn rồi, cây treo ổn rồi. Cái này xuống đây nè. Hy vọng là có cô chú chị. Xuống đi. Chuẩn bị có nè. Lúc mà ở chơi uống giục cái bông xuống là dưới đây lên tim rất là nhiều. Trong cái clip em có. À, không tới nổi. Cây ghim mới được. Cái này cũng chạy xiết nữa. Có một cái cây che ghim ở chân đó đó rồi. Kéo lên. Hỏi anh Mọc cây bữa hôm bữa đâu rồi. Không có cái cây khó lặn lắm. Dưới này thì rất là sâu luôn chú anh chị. Thôi mở mít chưa? Không phải à? Lặn tới luôn rồi, thiện lặn tới luôn rồi. Không phải trên chuồng ấy. Rồi chắc có rừng cây mít nhiều. Lấy hơi làm cái rồi. Cố lên thiện. Sao? 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 S
sao vậy? Cái này lên rồi mới sợ nó nặng. Rồi anh Thiện nha. Điểm không ơi. Hả? Cái nữa chưa biết loại không? Biết loại không? Dám phóng sống ngày tắm không? Làm tướng gặp con còn mình hết chứ. Nó chết chùi, không biết gì, không biết chết chùi. Cái nữa mà. Phải có cái cây mới được không? Đừng nó chơi. Không phải, cái nãy là không phải. Chỗ này về chắc là bệnh luôn. Ồ, trời ơi. Hết thòn. Không, bây giờ một người trong đó. Trong đó, ông già đây, ông già theo luôn, hai người già ảnh chứ luôn. Già bằng giò đây chứ, thôi đâu mà chị nói, đặt luôn. Đúng rồi, nghe, đừng có lặng. Chui tại chú bà. Tui nha. Có đụng rồi dám mình tỉnh nha. Thiệt, cái này vui vẻ không biết không có đường ra đó. Có nóng rơi trời. Đâu? Dạ. Gà nó mò hả? Đây có gốc cây hả? Lấy cho bữa nay chưa gặp đi trời. Cái giá chưa gặp đi. Giá làm gì vậy tôi hiểu? Giá làm gì vậy? Thì nói chung thì cũng phải mò để kiếm thôi. Chứ nhiều cô chú anh chị cũng suy đoán là nó cũng kẹt cái dạ cầu này. Nhưng mà cũng gia đình với bà con đây với thợ lặn này người ta cũng mò nãy giờ. Bây giờ lại em đang đứng ngay chỗ cái dạ cầu của tôi. Mấy cái chỗ mà tới ngoài đó nó rất là cạn rồi nên một anh đây đứng. Đây đó là dạ cầu rồi đó. Đi xuống đó có kẹt ở trong á. Nó không phải là nó thẳng luôn mà nó có mấy cái chân á cho nên mình gà dây nó cũng khó. Chứ con người ta là 3 ngày là nó nổi rồi đó. Cái cơm trẻ nó là 4 ngày. Nó là 7 ngày là sợ nó mất kẹt lắm. 47 giờ nó mua. Rồi đó. Đổ dài cái đồ. Cũng lặn đi. Nó bay ăn cà phê nó đổ luôn. Nó tái ngắt luôn. Trời ơi trời đó lặn còn đổi nón. Nó ba nó mới gặp. Còn nguyên đâu. Đúng rồi, nó gã rồi. Vậy thôi, chúng cũng không biết là bé nó trôi đi đâu. Bây giờ có mắc kẹt ở trong đây. Cho gặp chắc cũng được. Ừ, cứ hy vọng thôi chứ biết sao vậy. Cứ phải dậy, cứ phải mò thôi chứ biết sao vậy. Trăm bốn thằng nào dán dính nó rồi mày. Thằng là hạp đó, thằng đó hạp đó. Không cho ba dớt. Không cho dớt thì sao vô leo lên xuống dớt. Không cho dớt là không cho dớt nha. Tại vì nó tị là không cho nó dớt. Khác là dính được. Tại nó giận rồi. Giá trẻ Phật thì cho nó dớt. Thạch lên đi cưng ơi. Con đậu hết rồi, cái đậu hết rồi. Không lỡ rồi, ông vậy đậu chưa? Đúng không ạ? Đậu hết rồi, khùng, khùng. Đậu hết rồi, khùng. Đậu hết rồi, khùng. Cái đó là cạn luôn rồi đó, nếu có là nghe mấy người ta lặn sát chuyên nghiệp á, là nó nói có là chỗ đó nó lạnh cái chân lắm. Không xong mà cũng rồi. Cũng ở đây cũng không. Cái áo quá nhỏ mà. Áo của nó rồi, coi chừng nó mắc kẹt dưới này nè. Áo của nó rồi, không phải không lên thấy áo của nó rồi. Đây,
thì mới đúng. Phải hơi mình không đủ, phải có bình hơi mới được. Nay 7 ngày rồi. Bây giờ tiến cái nó vịt lên luôn đi, cái nó vịt lên luôn, không có đâu. Cho ngay tao qua ngay tao. Xuống dép nó. Gà lại nằm đi. Bệnh luôn, cái này bệnh luôn. Có người ta chỉ đổ vào cái gì dầu ăn đồ đó, rồi có người ta chỉ đổ chấu, chủ cũng nhiều cách, có người ta kêu thả cái gối gì chín cái cây nữa không nhỏ kia đốt nó liền cũng nổi tay trôi tới trơn luôn nè, trôi điểm tiêu trơn nè, chỉ là bán nè, là nó mất tiêu hết rồi luôn, trôi ra đường trôi đi tiêu giờ là giống như là không còn đây ha. Trâu dữ dội luôn. Cái nặng gì luôn nào. Nữa cái trái cây vậy. Cái trái thanh long nó nặng thấy mày hay thì nước bạc nó tách đi rồi nó dính cửa vô dính cho mấy cái kẻ. Mấy trái thanh long nó trâu nó giữa dòng đó luôn. Bữa nay là ngày 13. Tháng đi luôn rồi. 13 tháng 11. Bây giờ giấy rồi, đây bà con đây cũng giấy tiếp đồ quá trời luôn mà. Giấy cho nó gặp cái đi để cho nó được yên một. Cho qua bệnh giấy cái nó ấm cũng chưa giờ ở dưới lạnh lẽo lắm trời. Bây giờ có dặn có cha có mẹ, dặn cha dặn mẹ thì cũng phải gắng cho nó thấy tốt. Chứ giờ đây là cũng một người lặn đây nữa nè. Đây rất là sâu. Biết nó tên gì nhiêu tuổi đâu mà. Đây gia đình đây nè. Biết đâu mình hợp với bé, mình giái, mình kêu bé nó lên. Trần Kim Ngọc 8 tuổi. Cô nó mất ngày nào cô nói cho ảnh. Đây bà con ta cũng đi ngang ta biết là cũng ghé thắp nhang cầu cho bé nó nổi lên nữa cô chú anh chị. Cái gì la la đó gì? La dụng cái tre. Còn mấy ông thợ lặn này. Chú xuống đây kiếm gì? Có cây tre còn mới lặn thẳng xuống được. Có cây tre hôm bữa rồi. Cái đồ anh thấy ở trên đụng mình nó chảy ít mà anh xuống dưới đụng mày nó đạp đụng mà chịu không được. Còn mày nó quơ đụng mà quơ nó chỗ. Có cây tre nè, có cây tre cắm thẳng cái này chỗ con bé té nè. Có cây tre. Cây tre thằng ấy nó mua đâu mất tiêu rồi. Ai biết. Mất cái mặt rồi, còn cái cọng dây. Cái nó mượn nó đeo không nội ơi. Ở kệ cho nó mượn nó đeo nó kệ. Có cái 300 đô phải không? Cái tre hôm qua đâu? Cái tre ai biết, tôi không thấy cái tre đâu. Mày mượn cái tre bảnh kìa. Sao rồi, nãy nghe ba nó nói là mặc đồ nhưng mà đâu phải đâu. Mặc đồ mặc. Hai đứa nhỏ mặc hết trơn. Nhưng mà cô có bà trong kệ rồi sáng đó, có bà trong kệ rồi sáng đó. Ừ. Nó chết, nó còn bỏ bộ đồ. Thì bữa mình lại còn có bộ đồ mà. Anh quay YouTube đó, anh còn quay. Bộ đồ để nó mà. Để nè. Sao nó cũng biết thường ha, lúc nó nhảy nó lột bộ đồ ra nó nhảy ha. Có nó sợ cha mẹ la hay gì đó. Chứ nó sợ ướt đồ bị la. Ừ. Vậy nó cũng ra nó nhảy xuống rồi nó cũng muốn nó không biết nó đi gì luôn. Nó không biết luôn. Đúng rồi. Chứ giờ nó như tính là phóng xuống nó cứu em, dớt em nó thôi. Bất tỉnh rồi, bây giờ là nó nhảy xuống rồi nó không biết cái gì là cái gì. Là nó cũng gan á. Như mình cũng vậy. Mình nhảy chứ mình sợ á, lúc mình chưa nhảy, mình nhảy tới tối mình nhớ tới hồi nhớ lại có nọc này kia không. Không mà chắc nó cũng. Anh dám nhảy đây không? Không. Giờ nó thẳng rồi. Sợ luôn hả? Không phải là không dám nhảy mà con gái từ đó đến giờ là nhảy tắm không có không. Là hồi đó giờ không có tắm đây luôn. Có tắm biển này kia. Mình nhả đây hết sao anh? Dạ. Có đi biển, nhảy biển này kia, qua loại ghe cổ này kia, ghe đực quần cái quần đực quậy vậy phải không? Có chì á, cái nó quặn mình lên nhưng mà mình làm có tới đáy không anh Tý? Tới rồi. Tới luôn hả?
Có dưới luôn hả? Bữa nay nước rộng dễ dễ lặn hả? Về sâu chết tao luôn á. Sao lặn đâu nổi. Về. Cái này sao đâu lặn đâu. Lặn đâu dưới lặn không? Thấy này hơi ghét. Thấy lặn tức quá hả? Không lặn gì nó lặn. Biết đâu bữa nay may mắn rồi lặn gặp hay sao? Bữa nay hạm. Kệ giờ. Nó đạp ra gì không kìa? Nước chảy ra. Cái gì có dây gì đó kìa, có dây hơi cái gì? Gì đó kìa, có hơi cái gì? Gì có dây hơi cái gì, có chút gì? Không phải. Sâu lắm, sâu ở trên mà phóng. Cái mặt nước ở trên vậy thôi chứ ở dưới là nó chảy dữ lắm. Ở dưới nó chảy lắm, mặt trên thì nó vậy thôi. Còn tay nữa. Hơi mày hơi nó lo. Thôi không tới không? Tới. Tới không tới. Tới mình xuống lụng mình đạp. Tới mình ép con tay lắm. Còn ép con tay mình, ép nước á. Tới nhiều mới tới. Giờ nước chảy ra rất là xiết rồi cô chú chị. Rồi sao rồi? Chảy hả? Chạy nước sơn hả? Rồi cố gắng đi làm phước mà. Bây giờ mình muốn vô xịp nhỏ. Vô cái ca. Vô cái ca hả? Đó là cắm xuống tới luôn à. Con quý chở đậu đó. Đậu chở đậu. Vô cái ca. Mấy thằng đậu ngoài đầu dạm cầu xuống ha. Cầu xuống một á. Bây giờ nè, bây giờ kiếm cái neo á, kiếm cái neo dục xuống mình thấy đu theo cái dây neo á. Không có gai tre thì mình xài cái neo á. Đụ đẩy xuống cái gãy rộng của ta không được thay không chịu nổi đâu. Gãy rộng lên gác không đụ nó ngồi đỡ khùng luôn đắt xẹp nữa. Cái gì đông đông này nghe la lên mà không biết vụ gì. Không đâu. Đâu lạnh. Lạnh tiếp đi. Ủa, dạ anh em mình xuống. Không dạ anh xuống trước đi, tụi làm sao? Dứt. Chối quần quẹ à. Lặn tìm xác mà y như tấm sông. có gì chân nhớ hả, kiếm cái xào cầm cái đó thôi à, lấy cái neo ở đây có cái ai có cái vỏ đó mượn cái neo của người ta hiểu lặn cái trôi tuốt đẳng rồi dưới nước nó chảy dữ lắm. Phát hiện cái gì ở dưới rồi cô chú chị. Ông kia cho tú đẳng rồi, nước ở dưới nó chảy dữ lắm. Người coi bao giờ được chưa? Có bao nhiêu hy vọng ở trên đoàn của chú chị. Trời gì đặng chi trời. Cái gì? Mẹ lặng mẹ đấy cần nhớ cũng chấm bốc lên. Cái gì? Đó đó, thằng cha đó. Thằng cha đó. Nó đụng chân nhớ. Xong bắt bẻ lục bình nè. Lấy ở đây mà qua đã cho tại trước thì kia nhà máy xe lúa à ta. Nhớt lên luôn á trời. Dạ. Nó không có. Phóng xuống nó gớt đó là nó trôi đằng kia rồi. Nhưng mấy người lớn nè, người ta phóng xuống mà người ta còn trôi nữa mà. Nó nhỏ xíu con nè, lấy giấy nè. Ờ, nghe nói chừng hai mấy ký à. Nó cao mà nó ốm nè. Cao không?
Măng xây lặn đó. Xuống hoài. Xuống tự nhiên xuống hoài mà nó lạnh đâu. Đây là quay. Lên. Nóng buộc quá, tức quá. Kiếm cái tre đi, đi mua cái tre đi. Đi mua rồi. Mua hả? Biết chỗ đó thì đi mua cái tre cho cầm xuống lặn ngay đó. Kêu cái anh nào hơi dài đó, ảnh cầm cái đó anh lặn. Anh Mộc đừng có xuống nữa. Mày xuống mày mò mày mặc cái quần kim nè, nó đâu có nổi, nó vô chìm mày đâu bình đi lên không à. Mày mặc cái quần cục. Má lạnh trời ơi luôn. Vậy thấy cái đồ gì thấy đâu. Lạnh chết luôn. Ơi đây lấy cái. Chịu nóng nổi mà chịu lạnh không nổi. Hả? Chịu nóng nổi mà chịu lạnh không nổi. Nói gì? Nóng mấy độ cũng chịu được nữa. Đốt là giấy đi. Giấy đi. Giấy đi. Có. Dạ, ba mới xuống chút ba lên ba con lặn nó ngọc thôi. Má bởi chiều bữa lặn mà mang mình lặn kêu lặn này thì lặn ở trong góc mà thôi. Về cho mấy chú lặn được con hay con. Mình kêu thôi lặn không có. Phơi nắng đi, phơi nắng đi. Cái nắng ở đây. Cái gì nổi nữa mà ơi. Biết bao nhiêu hy vọng, biết bao nhiêu hy vọng của bà con ở trên bờ nhưng mà vẫn chưa có thấy. Sáng thì gia đình nói là cũng có thầy cũng có gọi điện nói nhưng mà cũng chưa có gì. Bà con thì cũng cầu nguyện. Có ba bé luôn này. Cái gì đó mình cần làm cứ làm để xem mà cái hy vọng dùng cái hy vọng nhỏ nhất thì mình cũng làm. Anh ướm cho anh chen cho trước đi. Dạ. Nhỏ con. Hy vọng mong manh cũng phải cố gắng đi. Bây giờ thì mình cứ không giống ngào kìa, không giống ngào ăn cha ông mình làm tiếng tiếp nhỏ con rồi bơi chúng nó đi. Mình cứ dùng các cô chú cũng thương bé. Dạ, đúng rồi. Rồi cũng có cái duyên là như vậy. Dạ luôn. Rồi con sẽ đây 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 xuống này ai cũng còn mong mình kêu báo về đó. Giờ mua cái tre để cầm, tại vì hồi nãy cái anh phóng xuống anh nói cái gì nhất ngay chỗ này nè. Đây, có cái tre để cầm mình phân xuống tới đáy được. Còn lặn mà không có cái gì thì khó lặn quá. Giờ phải mua cái tre về cầm cho có cái điểm tựa để phân xuống dưới mới tới đáy nổi. Rồi, 2, 3 lấy 2, xuống nè. Má nặng không? Đẩy tre mà. Nước nó đạp đi á. Nước đạp cong cái tre luôn. Nước đạp rồi không đẩy nữa. Má phải về. Về. Chọn tôi. Nóng không? Nóng không? Nóng không? Về. Kéo không? Nóng không? Nóng không? Cô ra nó cãi vô cho em ơi. Ở đâu? Ở đâu? Má nước của anh mấy người. Thôi lạnh rồi đó, đó đó. Lạnh là ông chừng đó đó. Lạnh rồi đó phải không? Nó lạnh rồi đúng không? Lạnh rồi. Rồi. Mẹ thiên thần nào nói chuyện gì. Đủ rồi sao nó cầm. Chăng cái vô đi. Ờ. Cái gì thấy không? Vậy à? Nói thiệt luôn. Trời tới luôn. Ba mẹ. Thiên thần. Mình tiếp tục lặn ra chạy. Bây giờ mò là bà con ta xuống nhau ta lặn tiếp chứ không phải là thợ lặn. Cho nên không có trang bị bình hơi oxy được. Ở dưới nó chảy. Ở dưới nó chảy dữ lắm.
Đây sâu rất là sâu luôn á. Nhiều cô chú anh chị đó nói nó còn nằm đó, nhưng mà thật sự thì tìm mấy ngày nay rồi không có thấy gì hết. Kể cả thê ghe, ghe thê vỏ kìa nè, nó chảy lên. Rút lên đụng người ta ở sau lưng á. Đụng rồi, đâu mới mua. Mặc dù bữa nay là ngày thứ 7 rồi, nhưng bà con cũng vẫn còn chút, bà con vẫn còn chút hy vọng cuối cùng để mong tìm được bé. Thì ở đây thì bà con cũng nói chung là mấy ngày nay cũng cầu nguyện đồ, cúng bái đồ rất là nhiều, kể cả rước thầy, rước sư, rước cô rồi về. Cũng có những thầy ở phương xa gọi điện về chỉ làm cách này cách kia, nhưng mà vẫn chưa có hiệu quả của chúng chị. Cái này thì nhiều cô chú anh chị là đây là điểm chính cây cột lồng đèn đó. Chính cây cột màu xanh xanh đó đó cô chú anh chị. Thì bây giờ thì nông dân cũng xin dừng cái đoạn clip lặn tìm kiếm, giống như là một cái hành trình tìm kiếm bé Ngọc. Thì có gì thì nông dân sẽ thông tin sau đến cô chú anh chị. Gặp lại cô chú anh chị vào những video tiếp theo nha.